giờ em cũng không biết tên xe này đâu. Tự nhiên em quen vô tình, em quen nhìn thử cái logo này, logo gì. Thì thấy ở đây nó ghi là Nissan Figaro nè. Hình như cái này mở mua ra được luôn hay sao á. Cái này mở mua ra được nè, đúng rồi, mở mua ra được nè quý anh chị. Ở trong nó mua trần, cửa sổ trời, panorama toàn cảnh luôn nè. Rồi, bây giờ mình mới đề nè. Ồ, từ từ. Đề lên xong rồi nó dừng. Hay là phải nhồi miếng ga nữa ta. Đúng rồi, quý anh chị phải nhồi miếng ga nữa mới được. Đó, Chevrolet Captiva 2018 nha quý anh chị, rất là đẹp. Ô đồ 6 vạn thôi. Mà giá rất là rẻ, 400 vệ sinh vô tới trong luôn, xuống gầm là bao đẹp cho quý anh chị. Đó. Gầm bệ đồ là bao chuẩn chỉ hết cho quý anh chị. Có em Kia Sedona hôm trước nói với quý anh chị đây, bản signature vừa mới về đây. Sedona mà có hai cái ghế massage nè quý anh chị, hai cái ghế limousine. À, báo giá nhanh cho quý anh chị toàn bộ xe em Quang đang có tại showroom ha. Để quý anh chị nào mà quan tâm những cái xe khác thì liên hệ cho em Quang. Em Quang sẽ gửi full thông tin cho quý anh chị nha. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của siêu thị ô tô Hà Nội và lại là em Quang đây. Hôm nay ông anh ổng vừa mới về được một cái xe rất là lạ luôn quý anh chị. Đây quý anh chị. Cái này thì em Quang chỉ biết nó là Nissan Figaro thôi. À, xe này ổng chơi nên là không có đăng kiểm, ổng không có cho mình đăng kiểm, không có cho cái gì hết. Không biết là cái xe đời bao nhiêu luôn. Mà màu xanh nhỏ nhắn xinh xinh rất là dễ thương. Ai quý anh chị. Thì quý anh chị nào mà biết thông tin gì đó về con xe này thì hãy cho em Quang xin một phần bình luận ha. Em Quang thì chỉ mới biết cái xe này tên là Nissan Figaro. Đó, màu xanh rất là đẹp nha. Rồi thì hôm nay là đầu tuần thì chắc là em Quang sẽ quay báo giá đi, cập nhật cho quý anh chị một em xe em Quang vừa mới về đang nằm ở trong, đến từ nước Mỹ ha. Một cái xe này rất là xịn, 7 chỗ mà giá rất là rẻ thôi, khoảng 400 mấy, 500 mấy chục triệu thôi. Chevrolet Captiva bản LTZ đời cao, đời 2018 2018, 2017, 2018 gì đó. Để chúng mình vào bên trong xem cho quý anh chị xem. Rồi, thì chắc là để cho quý anh chị không mất thời gian nữa thì em Quang sẽ mời quý anh chị cùng theo chân Quang. Mình dạo một vòng cái xe này. Xe này nghe nói vẫn đề máy được, đời cho quý anh chị xem. Và chi tiết em Captiva và sẽ báo giá nhanh cho quý anh chị dàn xe đang có bên showroom nha. Thôi chúng ta cùng đi xem xe nha quý anh chị, nhìn dễ thương quá. Đây quý anh chị ơi, nhìn rất là gì và này nọ cho quý anh chị. Nissan Figaro. Tại sao đáng giờ em Quang cũng không biết tên xe này đâu. Tự nhiên em Quang vô tình em Quang nhìn thử cái logo này, logo gì. Thì thấy ở đây nó ghi là Nissan Figaro nè. Đấy thì chỉ biết cái tên xe là Nissan, ở trên là Nissan, dưới là Figaro. Chỉ biết cái tên xe là Figaro thôi. Đời này bao nhiêu cũng không biết luôn. Để chúng mình mở thử hai cửa ra xem. Xe nhìn rất là dễ thương ha. Đèn halogen, mặt ga lăng, đồ khá là đẹp nè. Đó. Cái này em Quang đang còn một cái xe cũng đến từ hiệu Nissan luôn, Verita. Xe đó thì đang nằm bên showroom. Thì ông anh ổng chơi toàn mấy xe độc lạ không à. Đó quý anh chị nhìn nè. Đây, mở cái lẫy cửa cũng rất là lạ nha. Bấm bấm ở trong nè. Xe nhìn rất là cute. Cái mâm thì nhìn rất là giống Volkswagen nha. Volkswagen gì mà nó dạng minivan, xe van đó vậy. Nó không phải minivan mà cái xe van van dạng giống như là 9 chỗ quý anh chị. Đây, rất là đẹp. Thì cái xe này em Quang cũng không biết thông tin gì nhiều đâu. Em Quang chỉ quay một vòng mà cho quý anh chị xem và nghiên cứu với em Quang thôi. Hình như cái này mở mua ra được luôn hay sao á. Cái này mở mua ra được nè, đúng rồi, mở mua ra được nè quý anh chị. Ở trong nó mua trần, cửa sổ trời, panorama toàn cảnh luôn nè. Nghe chưa? Xe độc lạ ha. Đây Figaro nữa nè. Đấy. Thì không biết cái xe này thông tin cái gì á. Không biết gì hết, quý anh chị nào mà chuyên dòng này thì cho em Quang xin bình luận nha. Thiệt, mấy anh chị thông cảm cho em Quang, đừng có nói em Quang là quay cái xe mà không có tìm hiểu, không có biết gì về xe á. Mấy anh chị thông cảm cho em Quang nha. Thiệt là cái xe này không có thông tin gì luôn. Không biết cái xe này là xe này đời bao nhiêu luôn, thiệt. Biết cái gì nói cái đó à. Em Quang thì chủ yếu là quay xe đó qua sử dụng cho quý anh chị xem, để quý anh chị nào mà ưng mua xe đó qua sử dụng thôi. Còn những cái xe này lạ quá, không biết thiệt luôn. Thôi đừng giận em Quang nha. Đây, lẫy cửa nè. Ô, cái chỉnh gương này nhìn khá là giống cái
mấy cái nút mà như ngày xưa quý anh chị, mấy cái nút mà công tắc rất là lạ. Rồi cái nút này không biết nút gì luôn. Này cái nút này là chắc là cái nút nút nâng hạ gương hả? À cái này nâng hạ gương nè. Còn cái này hình như là chỉnh kính sao á, cái này hình như chỉnh kính nè. Đó, lạ, cái này chắc nút khóa, khóa cửa quá. Lạ quá à. Nhìn không biết nút gì hết. Không có ký hiệu gì hết. Nhưng mà cái xe này nhìn rất là cute, for my wear. Vô lăng biết kèn bấm được không? Ù. Còn bình là còn đề được. Xe còn chạy vô đây được là còn đề được nha quý anh chị. Chúng em quay sẽ đề cho quý anh chị xem thử ha. Nội thất nhìn rất là lạ, rất là đẹp mắt ha. Lạ cho quý anh chị. Nút niết đồ này nọ. Màn hình nè. Odo em này là 141.000 cây. À cũng rất là ít. Đối với cái xe này chắc xe này đời chín mấy. Chín mấy mà chạy 141.000 cây là ít quý anh chị. Cần số là số tự động nha. Đây ghế da đồ rất là đẹp. À, đằng sau nè. 4 chỗ nha. Cái này là 2+2. U 2. Cái ghế sau vẫn còn siêu luôn. Trời ơi, đẹp chưa? Ghế sau còn siêu luôn nè. Cái sàn nè đẹp chưa? Bây giờ em quay thử. U. Bây giờ mới để ý cái cửa này không có cái viền luôn. Không có cái viền luôn quý anh chị, nó chỉ có cái tấm kính không thôi. Xe nhìn như siêu xe vậy á. Bây giờ em quay sẽ thử vào bên trong ha. Vào bên trong đề máy thử. Cái xe này nó từ từ. À đợi quan xíu. Anh Quang hơi béo nên là hơi khó vô. Bây giờ anh Quang sẽ thử đóng cửa lại nha. Rồi. Bây giờ sẽ thử đề máy thử nha. À đây. Đây quý anh chị. Mở cái này là nó nằm ngay đây nè. Mình phải gạt ở đây. Gạt ở đây xuống nè đúng không? Hay là gạt gạt tới gạt lui vậy á. Mình mới mở ra được, đẩy đẩy cái cửa sổ trời ra. Nằm ngay đây nè. Cứng quá. Cứng quá, cái này không biết nữa làm không không biết làm ẩu làm tả nó gãy một cái là không biết tìm đồ đâu ra sửa luôn á. Đây cho quý anh chị xem. Rất là đẹp nha. Đó. Đây khóa đây. Rồi bây giờ sẽ thử nha, thử nha. Xe này là số tự động đúng không? Dễ bê rồi đúng không? Này đầu tiên phải cho nó sáng cái bình trước đã. Sáng cái mấy cái ở trong xe trước đã. Rồi bây giờ mình mới đề nè. Ồ từ từ. Đề lên xong rồi nó dừng. Hay là phải nhồi miếng ga nữa ta. Đúng rồi quý anh chị phải nhồi miếng ga nữa mới được. Guarantee hơi yếu. À, ơi chú quý anh chị. Xe đời này mà vẫn đời được nè quý anh chị. Phải nhòi nhẹ miếng ga xíu nha để mất công nó tắt máy nha quý anh chị. Đó. À, ông anh có đang xem thấy video này thì cho em Quang phá xíu nha. Đừng có phạt em Quang nha. À, quay cho quý anh chị xem cái xe này. Đề máy bình thường rất là xịn sò luôn. Đó, mọi thứ vẫn hoạt động bình thường. Đó, hazard, nút hazard nè. Này nút nhiều quá, mấy cái nút này không có biết là cái gì á nên không dám phá. Rồi, toàn là tiếng Anh không à. Đó, này chắc chỉnh lạnh nóng nè, này chỉnh gió nè. Này chắc lấy gió trong, gió ngoài quá. Còn cái nút A-Foot Dev này là gì không biết luôn. Rồi, xe rất là lạ. Có một cái hộp để đồ. Rồi, guarantee nó đều rồi đó. À, xe đề cái là lên luôn quý anh chị à. Giờ đang cái xe đang hơi sáng nè, có ông anh không mới chạy vô, bây giờ ông anh sẽ thử nha. Thử chạy nhẹ một đoạn xíu nha. Ve để lấy ngay lại. Đó, vô rờ rồi nè. Đó, chạy cho quý anh chị xem. Đấy, được chưa, được chưa. Xe rất là dễ thương nha quý anh chị. Dậm. Ồ vô đê. Giờ nhóm xe lên. U. Xe chạy còn rất là ngon nha. Đó đã chưa. Thôi thì cứ đậu sát vô trước đã. Ấy rồi anh em nào muốn quay thì ve ra xe vẫn đề máy bình thường. Đó.
thì quay cho anh em phòng sale đó, anh em nào muốn quay thì qua quay ha, xe vẫn để máy bình thường, chạy bình thường nha, xe rất là đã. Rồi thôi, chắc là phá như vậy là đủ rồi, giờ tốn hết 10 phút của quý anh chị rồi. Đấy, đi một vòng cho quý anh chị xem máy móc đồ rất là ok. Đó, nội thất đẹp chưa. Thôi rồi, chắc là sẽ đi báo giá xe cho quý anh chị xem đi. Đó, có cái xe này lạ thì quay cho quý anh chị xem thôi. Quý anh chị nào mà biết thông tin gì của xe này thì cho em xin phần bình luận ha. Rất là đẹp, dễ thương. Cute for my wear. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào trong để xem cái xe vừa mới về. Trong đây là một chiếc Chevrolet Captiva LTZ. Đây, xe đang nằm ở trên bệ để dọn vệ sinh gầm nè, xịt gầm. Mỗi em xe này vừa mới về thôi, và một vài em xe vừa mới lên, đang nằm bên showroom. Thì hôm nay quay quay bên xưởng trước cho quý anh chị xem trước. Đó, Chevrolet Captiva 2018 nha quý anh chị, rất là đẹp. Ô đồ 6 vạn thôi mà giá rất là rẻ, 465 triệu à quý anh chị. Em này thì rất là ngon nha, đầm chắc mà khung sườn đồ này nọ rất là ok, tiêu chuẩn của Mỹ nha quý anh chị. Cái dòng này quý anh chị đừng lo ha, phụ tùng phụ kiện đồ này nọ là bên em Quang vẫn sẽ nhập về cho quý anh chị, hoặc là quý anh chị có thể liên hệ hoặc là đến thẳng xưởng của VinFast. VinFast người ta sẽ nhập cái phụ tùng phụ kiện này về cho quý anh chị ha, người ta hỗ trợ khách hàng cũ của người ta. Đấy, xe nội thất rất là đẹp, mà không biết lắp ghế vào lại tại đang đi vệ sinh ghế, đang vệ sinh ghế rồi không có ghế ha. Đợi xe này nào mà dọn xong hết thì em Quang sẽ quay chi tiết cho quý anh chị xem. Đó, tháo hết dàn nhựa ra vệ sinh vô tới bên trong luôn, không có một cái ghế nào hết ha. Đây, điện lớn đồ này nọ nè. Đó, xe mà em Quang dọn cỡ này á quý anh chị, quý anh chị thấy chưa, quý anh chị mua xe dân thì làm gì xe dân dọn được tới vậy đâu. Cái này thì để khi nào mà xe dọn xong đi quay cho quý anh chị xem. Hóc bánh nè, sạch sẽ vô tới trong luôn nè. Đó, quý anh chị thấy cái sườn xe nè, bóng loáng. Đây, cái này mới cái sườn ha, cái này cái càng ha, đây cái sườn nè. Vệ sinh vô tới trong luôn, xuống gầm là bao đẹp cho quý anh chị. Đó, gầm bệ đồ là bao chuẩn chỉ hết cho quý anh chị. Đây, bốn cái bánh xe, mâm phay hết nha quý anh chị. Mâm này mâm đúc, đúc hay phay? Mâm đúc thôi quý anh chị, mâm đúc sơn đen, sơn đen ở trong ha. À, có phay á, có phay nhẹ, đúng rồi, có phay cái mặt ngoài. Mâm này là mâm phay. Đó, rồi ok quý anh chị, thì quay xin nhắc lại, đây là Chevrolet Captiva LTZ 2018, odo 6 vạn, giá là 400 mấy chục triệu đó, hồi nãy quay vừa mới nói 465 triệu đúng không. Đấy, thì em sẽ để cái giá ở bên phía bên trái cho quý anh chị xem ha. Rồi thì xe này là hôm nay là ngày thứ hai, thì chắc khả năng chiều nay là xong. Quý anh chị có thể chiều hôm nay hoặc là ngày mai quý chị có thể qua xem xe được ha. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi ở đây thì là những cái xe đã bán rồi, đang đợi dọn cho khách nè. Acura nè, Jawa, xe của ông anh đi. Rồi, xe công vụ, xe công vụ hay xe của khách nè. Đó, xe bán rồi, xe vừa vừa bán luôn, chưa kịp quay. Ấy, những cái xe này là những cái xe này khách người ta đem qua dọn nè. Đó, người ta xem YouTube, người ta đem qua, người ta dọn bên em Quang đó quý anh chị. Bên Quang vẫn nhận nha, chứ không phải không nhận nha. Xe này thì đã bán rồi nè. Đây, xe này cũng là xe nhận của khách ngoài nè. Bởi vậy quý anh chị cứ yên tâm ha, những cái xe nào mà quý anh chị muốn dọn detailing spa, làm bảo hiểm gì thì cứ mang tới cho em Quang, em Quang sẽ làm cho quý anh chị ha. Đây, xe này Tucson hôm trước quay cho quý anh chị xem đã bán rồi nè. Ở rất là nhiều. À, có em Kia Sedona hôm trước nói với quý anh chị đây, bản Signature vừa mới về đây. Máy dầu Signature nha, không phải là dầu full nha, dầu này cao hơn dầu full nữa. Dầu này chúng ta sẽ có hai cái ghế. Đây, Sedona mà có hai cái ghế máy xa nè quý anh chị, hai cái ghế limousine. Rất là xịn. Đây, vừa có ghế máy xa là mát ghế, sửa ghế đầy đủ hết. Kia Sedona Signature. Em này thì là 2021, giá là 995 triệu,
cho em xe này. Đây đi một vòng cho quý anh chị xem xe này ha. Xe này thì đợi dọn xong thì sẽ quay cho quý anh chị xem. Dán kiểu Maybach. Đây nửa cái này là 50% chưa? Cái này chắc không tới 50% đâu ha quý anh chị. Này chắc cỡ 30%. Này 30% dán chắc vô tư. À, 30% là dán decal. Tại vì ở trên là vướng tấm kính mà, đâu có cộng vô phía tấm kính đâu. Cộng có mỗi cái phần đen này thôi. Đấy. Này thì chắc có 30% thôi quý anh chị ha. Đây là chắc vô tư, đi đăng kiểm vô tư, không sao. Đó. Đây, ghế, đồ này nọ rất là đẹp nha quý anh chị. Ô đô mới có 20.000 cây thôi. Đây ghế da nè, nhìn là rất là đẹp nha quý anh chị nha. Chủ người ta rất là kỹ nè, người ta có bọc thêm cái miếng ngồi thoáng mát nữa nè. Đây ghế da rất là đẹp. Đây thì nó hơi xước xíu. Nói chung là tại ghế tài mà. Ghế tài thì người ta leo lên leo xuống ngồi là chuyện bình thường. Đây, cho quý anh chị xem ghế phụ nè. Đó, không một vết nhăn luôn, rất là đẹp. Chủ người ta đã lên màn hình ZTAC nè. Rồi, một cái gương chống chói tự động nè. Cửa sổ trời trước sau. Có cả đèn phiền nội thất nữa nè quý anh chị, rất là đẹp nha. Xe rất là xịn luôn. Đã là đã. À, để đi ra đằng sau cho quý anh chị xem nè. Mới cho quý anh chị xem nội thất rồi. Cái xe này thì để khi nào dọn xong đi, cho đẹp lung linh đi, quay cho quý anh chị xem. Bây giờ quý anh chị nhìn qua hình ảnh đã thấy nó đẹp rồi đúng không? Đã thấy nó bóng lưỡng rồi nè. Đây, xung quanh xe, xe mọc nha, chưa dọn. Đây xung quanh xe nè quý anh chị. Không xước xé luôn, đây có xước nhẹ nè, chứ cái chỗ phải làm nè. Chỗ này quay sẽ xử lý nè. Đây không có xước xé gì hết nha quý anh chị. Ba đời sóc liền lạc, sơn zin. Sơn zin luôn. Rồi để xem cản trước coi. Cản trước như chưa bung luôn hay sao á. Này phải đợi chạy ra nắng xíu nữa đây, rất là đều nè. Đây, cái này hơi nhẹ, cái này chắc bát là ra, cái này chắc bát là ra thôi. Ồ, xe này như sơn zin hay gì á. Cản như chưa bung luôn. Rất là đều nha quý anh chị. Mâm miết đồ rất là đẹp luôn. Đó, chủ người ta đi rất là kỹ ha, cho một bản signature. Đó, 2021 dầu signature nha, cao hơn bả dầu full nữa. Dầu full thì đã quá full rồi, em là signature là hai cái ghế đằng sau là hai cái ghế limousine. Đó, cái xe này thì là hình như là bản limited á, hạng hiếm. Nó giới hạn thôi, giới hạn phiên bản. Rất là ít. Đó, đẹp quá trời. Giá thì chỉ có 995 triệu thôi. Nếu mà tại vì cũng vừa mới về, nếu mà Quang có đọc sai giá thì Quang sẽ để lại cái phần bên trái của chị thông cảm cho em Quang nha. Nhưng mà Quang nhớ là 995 triệu á. Rồi. Thôi quý anh chị thì đó là toàn bộ những cái xe mà em Quang vừa mới về, một em Captiva và một em Sedona. Ở đây thì xe Carnival khách người ta đem qua làm nè. Đó dọn dẹp. Ở đằng sau Carnival rất là nhiều Carnival nha. Dạo này Carnival đang chuộng hay gì, rất là nhiều Carnival. Đó. Rồi cái xe này cũng vừa mới về, xe này quay chơi thôi. Rồi chắc là mời quý anh chị cùng về lại bên showroom đi. Về lại bên showroom để xem những cái xe báo giá nhanh cho quý anh chị toàn bộ xe Quang đang có tại showroom ha. Để quý anh chị nào mà quan tâm những cái xe khác thì liên hệ cho em Quang. Em Quang sẽ gửi full thông tin cho quý anh chị nha. Ai, showroom. Đó, từ sở dịch vụ đi qua showroom chỉ đối diện nhau cách một cái đường thôi quý anh chị. Rồi bây giờ Quang sẽ qua đường cái nha quý anh chị ha. Và bây giờ sẽ tới tiết mục báo giá toàn bộ xe em Quang đang có tại showroom nha quý anh chị. Đó. Và nếu quý chị mà đang quan tâm những cái xe nào tại showroom thì cứ liên hệ cho em Quang ha. Em Quang chỉ báo giá nhanh thôi. Em Quang sẽ gửi full thông tin cho quý anh chị nha. Trước mắt quý anh chị đây là một em Toyota Corolla Cross bản V 1.8 2020. Odo là 3 vạn và em Quang đang chào bán với mức giá là 735 triệu nha quý anh chị. Rồi. Mazda CX-8 Luxury 2023. Em này thì em Quang đang chào bán với mức giá là 938 triệu. Bản Luxury này là hình như là gần full như bản Premium luôn, chỉ thiếu cam 360, thiếu adaptive thôi. Ở đây thì là BMW Z4 bản R2011 đăng ký 22, lên chủ người ta đã lên đèn, lên mâm, lên bô. Em này thì em Quang đang chào bán với mức giá là 990 triệu ha, 70 trần, ghế da nắp 3, 7.000 cây. À, nãy giờ quên đọc với quý anh chị Odo em kia là Odo 20.000 cây. Đây. Em này 990 triệu, quý anh chị mua mới giá phải 2 tỷ rưỡi, 3 tỷ Quang bán có 990 thôi. Santa Fe Premium máy xăng 2022 Odo 13.000 cây. 1 tỷ 135 triệu nha quý anh chị. Hyundai Santa Fe Premium 2020 máy xăng luôn.
Em này thì em quay đang chào bán với mức giá là chỉ có 885 triệu thôi. Đây check lại giá cho quý anh chị ha. 885 triệu, odo 36.000 cây. Cho một em Santa Fe Sun Premium. Màu vàng rất là đẹp. Đây, form mới, form cũ có đủ ha. Máy dầu có luôn, máy dầu ở đằng sau kia. Đây, Santa Fe rất là nhiều nha quý anh chị. Rồi, Toyota Veloz em này em quay đã bán rồi ha. Mazda CX-5 2.0 Premium 2022, odo 6.000 cây, 815 triệu cho em xe này. 2022 2.0 Premium, máy xăng. Rồi Toyota Vios 7G 2020, odo 5 vạn, giá là 465 triệu. Em này em quay đang ưu đãi còn 445 triệu nha. 465 ưu đãi còn 445, giảm giá 20 triệu cho quý anh chị ở theo giá thị trường. Rồi Kia Sedona dầu full 2020, odo 38.000 cây, giá là 918 triệu. Dầu full, dầu signature này là dầu full. Xe nãy là dầu signature, là ghế là ghế limousine. Còn em này là dầu full. Dầu full này thì ghế thường thôi. Tại vì cái bản này thì em quan hay đọc kiểu dầu xăng thiếu xăng đủ, xăng thiếu xăng full, dầu thiếu dầu full, nó cho dễ nhớ quý anh chị. Chứ cái tên nó mà khó nhớ lắm quý anh chị. Đây, ghế da. Không có giống như cái ghế xe nãy ha, xe nãy là ghế limousine. Đó, rất là đẹp. Rồi bên đây là Hyundai Santa Fe dầu Premium 2022, odo 20.000 cây. Em này thì em quay đang chào bán với mức giá là 1 tỷ 230 triệu nha quý anh chị, odo 20.000. Đây Everest còn một cặp luôn. Form cũ, form mới có đủ. Em này là Everest Titanium, máy dầu 2 cầu 4WD 2021. Em này thì odo là 4 vạn nhưng mà xe rất là đẹp nha, zin, nước sơn zin. 99.99 cho quý anh chị, xe đẹp lắm. Em này thì odo 42.000 cây này, giá 1 tỷ 035 thôi. Cái này em quan trừ đi 1% cái nắp capo. Nắp capo là có sơn dặm lại, xe có sao nói vậy. Xe này thì cũng nói rất là nhiều ở những video trước đó rồi, là chỗ người ta đậu dưới gốc cây á, cái xong mà có những cái trái sung, trái nhỏ nhỏ nó rớt á, nó rớt lên nắp á, thì nó sẽ không có bị xước quý anh chị, nó xước rất là ít, nhưng mà nó rớt bên cái phía rìa hai bên đây nè. Đấy, mình phải dặm lại quý anh chị. Nó rớt rìa bên đây thì nó xước qua, nó lại bị xước quý anh chị, còn rớt trên nắp thì nó lại không bị xước. Em quay không hiểu lý do kiểu gì. Đấy, nó xước rìa và có dặm tuốt lại ha. Xe thì bao đẹp, cản là bao zin cho quý anh chị luôn. Đó, xe rất là đẹp. 1 tỷ 035, máy dầu 2 cầu, chỗ người ta đi rất là kỹ. Có sao nói vậy, không có dấu giếm quý anh chị đâu. Xe bên em Quang thì là em Quang sẽ cam kết bằng văn bản đầy đủ hết cho quý anh chị nha. Rồi Ford Everest Titanium, máy dầu 1 cầu 2022, odo em này là 20.000 cây, 19.000 cây. Hiện tại thì đang được em Quang chào bán với mức giá là 19 hay 20.000 nhé. Giá là 1 tỷ 210 triệu nha quý anh chị. Đấy, rất là đẹp. Everest Titanium, máy dầu 1 cầu. Rồi đây, Mitsubishi Outlander 2.0 Premium 2022, odo 19.000 cây. Em quay đang chào bán với mức giá là 795 triệu nha. Cảm biến trước sau, camera 360, cửa sổ trời đầy đủ nha quý anh chị. 2022 luôn. Rồi một em siêu xe mua mới giá hơn 10 tỷ mà bây giờ em quay bán chỉ có hơn 1 tỷ thôi. Bentley Continental 208 nhập về, sản xuất 2008 và nhập về Việt Nam là 2010, đăng ký lần đầu là 2010 nha. Đó, rất là đẹp quý anh chị ạ. Màu đen. Em quay đang chào bán em này là giá 1 tỷ 2. Thường những cái xe sang người ta sẽ không đọc giá đâu quý anh chị, người ta sẽ nói quý anh chị liên hệ. Nhưng mà riêng đối với em Quang thì em Quang thẳng thắn nói luôn, chào giá chung, không có giá lung tung quý anh chị, giá chuẩn chỉ hết. 1 tỷ 2 cho quý anh chị xe này. Xe rất là sang xịn miệng, odo 4 vạn nha, 40 mấy ngàn cây, 46.000 cây. Chuẩn luôn, chuẩn nha quý anh chị, xe rất là đẹp. Chạy thoải mái, đời vẫn còn ngọt ngào nha. Cam 360 hả? Em này có cam 360 không ta? Em quay quên mất, nhưng mà ghế chỉnh điện nè. Ghi nhớ vị trí ghế lái nè. Đời 2008 công nghệ rất là nhiều. Có cửa hết luôn.
Rồi đây thì là những cái xe mà xe này ông anh để chân nè. Nhưng mà để coi hình như là ông đang rụt rịch thông tin là bán, thì khi là xe có bán thì mình sẽ báo cho quý anh chị ha. Rồi Trailblazer xe này bán luôn rồi, nên là lướt qua luôn. Đây Cobra đã đánh đi rồi ha quý anh chị. Cobra đánh đi rồi. Đây mấy cái xe đằng sau, xe Ford Mustang cũng đánh đi rồi. Giờ còn McLaren, rồi một con Mercedes 560SL này, limousine này có bán nè. Em này em quay em bán giá loanh quanh 2 tỷ rưỡi ha. Khoảng 2 tỷ rưỡi, 2 tỷ mấy á. Thì cái này quý anh chị liên hệ em quay đi, quay sẽ gửi full thông tin cho quý anh chị. 206, xe dài 7 mét mấy, gần 8 mét, ngồi 9 người, biển du lịch nha quý anh chị, biển du lịch nha. Cái này cái xe trước của em quay là biển xe khách, thì chạy niên hạn 25 năm, còn xe này là biển vĩnh viễn, không có bị niên hạn. Đây cái xe nãy em quay nói với quý anh chị đây, Nissan Verita. Đó, cùng gia đình nhà Nissan hồi nãy. Xe vẫn đời bình thường ha, em quay đã quay một cái video xe này chạy được bình thường nha quý anh chị. Nissan Verita. À, rất là đẹp lạ, độc lạ Bình Dương. Rồi, ok quý anh chị, BMW 1927 nè, BMW DC. Em này là Auckland, thương hiệu này thì đã khai tử rồi. À, quay cho quý anh chị xem xe. Cái xe cổ, rất là lạ. Này là mẫu xe đầu tiên của nhà BMW nè, 1927, BMW DC. Rồi ok quý anh chị, thì đó là toàn bộ những xe mà em Quang đang có tại showroom và những cái xe em Quang vừa mới về đang nằm bên gara ha. Thì quý anh chị nào mà quan tâm một cái xe nào ở đây thì cứ nhấc máy liên hệ cho em Quang với số điện thoại là 0813700900, hoặc là đến thẳng địa chỉ showroom 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Siêu thị ô tô Hà Nội nhưng mà nằm giữa lòng Sài Gòn nha quý anh chị. Đấy. Rồi quý anh chị còn chừng chờ gì nữa mà không liên hệ cho em Quang. Và một điều nữa là em Quang cam kết với quý anh chị là xe không tai nạn, cứng đụng, ngập nước nha. Động cơ hộp số là nguyên zin. Bảo hành và cam kết bằng văn bản đầy đủ cho quý anh chị, có một công ty đàng hoàng luôn. Để quý anh chị an tâm khi mua xe tại showroom lớn như bên em Quang. Rồi thì chắc em Quang cũng xin phép kết thúc video tại đây. Nếu quý chị thấy video này hay cho em Quang xin một like, một share, một lượt đăng ký và nhớ nhấn vào nút thông báo bên phía bên dưới để nhận được những video mới nhất từ kênh của siêu thị ô tô Hà Nội nha. Kính chúc quý anh chị xem video vui vẻ và an lành bên gia đình của mình. Hẹn gặp lại quý chị video tiếp theo nha. Bye bye.